thịt này mình đã ướp chút tương, dầu hào, chút xíu đường, chút xíu nước mắm. Rồi mình đập mấy cái tỏi bỏ vô. Xong rồi mình ướp cho thấm rồi cái mình mới bỏ vô cái nồi áp suất này, mình xào sơ cho nó săn lại. Xong rồi mình đổ một miếng nước sôi vô á. Cái mình đậy nắp lại, mình nấu cái chế độ mà nấu thịt á. Cái này nó tầm 2 phút mà nó chín không, nó mềm mà nó thơm á. Nấu cho con ăn, con mình thích ăn. Thịt nó mềm mà nó thơm, cái mùi tỏi á, nước tương. Nói chung là thích ăn chan cái nước á, nó vừa miệng, nó không có mặn, nó thơm á. Mình chế cho nhiều nước quá. Bây giờ mình đậy lại cái nồi mình mới nấu cháo xong á. Bắt đầu mình bấm cái chế độ nấu thịt. Đó. Tầm 12 phút vậy đó là nó chín rồi. Mà thịt nó mềm lắm, nấu bằng cái nồi này nó tiện. Nó mềm thịt.